Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục lại là con app đổi thưởng MMWin. Thì trong video hôm nay mình sẽ vào chơi cái con game Pokemon kiếm tiền cũng như là thử thách vận may và thử thách với cái số vốn tôi đang có hiện tại hôm nay là 7 triệu. Rồi, thì hôm nay tôi sẽ vào chơi ở cái phòng cao cấp đi, cược tối thiểu là 10k anh em nhá. Thì ở những video trước thì mình cũng đã chia sẻ rất nhiều cho anh em về những cái mẹo chơi cũng như là cách chơi. Làm sao để có thể là chiến thắng trong những cái con game Pokemon này. Đấy, rồi. Thì phát đầu tiên thì tôi đã không giành được cái, tôi sẽ đánh nhân to lên tiếng đầu tiên để xem là nó vận may cũng như là đỏ đen ra sao em nhé. Thì 47 rồi. Ok, cũng khá là đẹp. Thì phát này là tôi định là tranh làm cái nhưng mà không được. Đấy, tiếng đầu tiên đã vào là một phát ăn củ ba rồi anh em đúng không? Khá là ổn. Ok, rồi không giành thì nó sẽ chia. Thằng nào làm cái đây? Ôi dồi ôi, mình không giành vẫn làm cái nhầm, nó bun 6 toi rồi. Bài lẻ luôn. Toang với nó rồi, địt mẹ nó. May quá anh em ạ. Mất có 100k thôi, tiếng trước được 1,3 triệu, tiếng này mất 100k. Con này nó chơi với cái cược tối thiểu là 10k. Thì cái tỷ lệ nó nhân là nhân 10, 15, 20 anh em nhá. Thì tôi này phát này đánh nhân 10 thôi. Lại là bài lẻ rồi, toai toang rồi, phải là xem cái nó ra. Ui cái nó bùn năm toang rồi, thì mẹ nó mất, mẹ nó 5 lít rồi, 4 lít đấy. Thì con này thì nó cũng giống như là chơi ba cây anh em ạ, có đỏ có đen. Thì lúc nào mà anh em mà chơi mà mình hay được ăn dây mình đỏ ấy thì mình hãy giành cái nhá. Nó không giống như ba cây là anh em phải lên đến 10 thì anh em mới được làm trương, nhưng mà ở đây ví dụ như mình lên dây nào mình đỏ thì mình có thể mình vào mình làm trương cướp cái luôn anh em ạ. Đấy, ok, tỷ lệ nhân rất là cao. Ba cây thì 90 nhân đôi, sáp nhân 3, đồng hoa nhân 4, nhưng mà ở đây thì nếu mà anh em mà ví dụ lên làm cái một phát bùm bùm một phát có thể là nghỉ luôn anh em ạ. Đấy. À, một tay mà anh em cầm cái lên bún bún thôi thì phải nói là quá tuyệt vời luôn này. Bún chín của này tôi không giành cái nhá. Ui dồi ôi, mẹ bài mình to nhất. Ui dồi ôi, này em thấy chưa, ăn phát 1.020.000 luôn. Đấy, khá là đỏ và cũng khá là may mắn. Tất nhiên là không phải là phát nào mình cũng giành cái đâu anh em ạ. Đây ví dụ anh em như thế này là bun rồi thì mình sẽ giành cái, bởi vì tỷ lệ là nó là chắc chắn là sẽ bun rồi. Nhưng mà bùn 1, bùn 2 hay là bùn 9, bùn 10, bùn như thế nào đó thì mình chưa biết. Nhưng mà mình bùn rồi thì hai nhà bài lẻ thì chắc chắn là mình ăn rồi. Đấy. Cái quan trọng nhất là anh em phải nắm bắt được thời cơ cũng như cơ hội. Khi nào bài đỏ là anh em sẽ giành cái để anh em lên làm cái luôn nhá. Đây, ví dụ phát này tôi 5, 6, 9 tôi lại là bùn rồi. Thì tôi lại tiếp tục giành cái phát này. Cứ có bùn rồi thì chắc chắn là nó sẽ hơn bài lẻ đúng không? Đấy. Một thằng bùn 1, ui bài lẻ đấy. Tôi lại húp hết. Bùn 4 quá là ngon đúng không anh em, hai ván đấy, hai ván thì cũng khá may mắn, bùn nhỏ thôi, thế nhưng mà đã ăn được cả hai nhà rồi. Phát này thì tôi nhìn cũng chưa biết còn hai cây đằng sau nó như nào thì tôi sẽ không giành cái, bởi vì là cũng có khả năng là phát này là bài cũng sẽ hơi xấu, nhưng tôi nhân 5 thôi anh em ạ, để bảo toàn lực lượng đấy. Thấy chưa, bài lẻ thì chúng ta chơi nhỏ thôi, cái nó cũng bài lẻ nó thua tôi đấy. Úi dồi ôi, vẫn ăn được tận 200k thứ này đấy. Cái quan trọng nhất là trong khi chơi thì chúng ta cần phải tỉnh táo để mà chúng ta sẽ tính toán cũng như là phân tích kỹ lưỡng cũng như là để làm sao chơi cho nó có hiệu quả anh em nhé. Ok, bùn bùn nhân 3 luôn. Đấy, phát này tôi lại còn đặt nhân 10 đây này, khá là cao luôn, 570k thứ này. Quá là ngon đúng không anh em? Chơi cái này mà đỏ thì rất chi nhanh, giống như anh em mà cầm cái ba cây thì anh em đỏ thì anh em nếu mà cứ 9-10 hoặc sáp hoặc là đồng hoa thì đúng là rất chi là thích luôn đúng không? Và chơi trong bất kỳ một cái gì đó thì nó cũng cần một cái yếu tố đó là đỏ đen và may mắn. Đấy. Tôi thấy bài nó lẻ ba cái đầu tiên đã là lẻ cái thì tôi cũng không đánh to, tôi chỉ nhân 5 thôi thì tôi chỉ mất ít thôi. Nếu phát này tôi nhân 10 lên tôi nhân mất 400, đuổi nó bùn 4 tôi bài lẻ, còn nhân 20 lên tôi mất thành 1,6 triệu thế này. Rồi, cái quan trọng là mình phải biết khi nào bài đỏ và khi nào nên làm cái, khi nào không nên làm cái em nhá. Đấy. Link tải con này thì mình cũng có để dưới phần mô tả và phần bình luận. Anh em nào mà muốn tải về chơi trải nghiệm cũng như là kiếm tiền trên cái con game đổi thưởng này thì có thể tải về.
chơi anh em nhá, biết đâu là vào chơi mình lại may mắn lại kiếm được tiền đấy. Rồi thì phát này là nó dây nó cũng đang khá là đen, thua đến hai ba tay rồi anh em ạ. Ok, tôi sẽ làm cái nốt phát này, tôi sẽ nghỉ nhá. Đây này, đã có bull rồi, còn chưa biết bull như thế nào thì đằng sau nó kệ nó anh em ạ. Rồi, đã chiến thắng một thằng bài lẻ bull 6. Ok, bull 6 thì mình đã chiến thắng. Đấy, rồi, phát này làm cái thì cũng khá là ngon luôn anh em ạ. Ok, đấy. Rồi, thì hôm nay mình sẽ tạm dừng video ở đây thôi anh em ạ. Kiếm được 4 5 củ thì cũng khá là ấm rồi. Ok, phát này đánh nốt bán này anh em nhé. Đấy. Anh em nhớ là đăng ký theo đúng đường link bên dưới để nhận thêm nhiều gift code chơi trải nghiệm con game này nhá. Bull 2 thì cũng ok rồi, cái mà bài lẻ thì cũng khá là ngon. Ui rồi đúng thật, cái bài lẻ lại làm thêm mấy lít nữa anh em ạ. 2 lít. Đấy, rồi. Chúc anh em chơi may mắn nhá. Ok.